Giờ mà em về nhà thì sẽ gặp người quen rồi hỏi chuyện tùm lum, khiến cho em mệt thêm. Cho nên anh đưa em về đây để tạm bữa nay. Cũng may là không ai bị gì hết. Cực cho em quá. Hay là em nằm xuống nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức nha. Anh đừng đi có được không? Cầm Thư à, em bình tĩnh lại đi. Anh ở đây với em mà. Anh hứa đi, anh hứa là anh ở đây với em. Anh hứa là anh đừng có bỏ em nha. Cầm Thư à, em dũng cảm lắm. Em có biết mình là một viên ngọc còn chưa được mài dũa hay không? Em hãy tin những khó khăn chỉ để lửa thử vàng mà thôi. Nghe anh đi, lần này cũng sẽ vẫn như vậy. Em sẽ không lùi bước đúng không? Em sẽ vượt qua. Em sẽ vượt qua. Anh tin ở em. Tất cả mọi người đều tin ở em. Em phải có niềm tin ở chính mình chứ. Em mệt quá. Anh vượt qua được chuyện này. Anh, hay là mình đón cha lên đây rồi mình cưới nhau nha anh. Trời đất, cầu hôn là quyền lợi của đàn ông, sao tự nhiên em cướp đoạt mất của anh vậy? Là em sợ mất anh chứ bộ. Em muốn sao cũng được. Trên đời này anh chỉ có mình em là người thân của anh thôi.